Phường Mai Như Huỳnh mến chào quý khách. Và tiếp tục hôm nay em quay mã số 30 là cặp mai Đại Lộc rất là đẹp. Rồi, cả nhà xem cái đế nha. Củ đế rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, nhìn xa xa thấy là đế nó nở nha. Và quái ha. Cặp này đế lạ lắm cả nhà. Liền cốt 100% nha, liền cốt rồi. Đấy, cả nhà xem nè, quay một vòng luôn, tàn chi nhánh ha. Mà mẫu này là dạng 2,5 mùa nha cả nhà, Đại Lộc 2,5 mùa. Cành nhánh như thế này đây. Mình về lấy bo rồi vô tư. Rồi, cặp này có giá là 400.000 em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho cả nhà mình luôn. Mã 30. Xuống cây. Mã 31 là một cặp mai Thủ Đức. Hoa của nó từ 8 đến 12 cánh. Và cái đế siêu quái, hầu như tất cả quý khách đều thấy là đế rất là đẹp. Trong cái lô này cây nào mỗi cây đều mỗi cái đế rất là quái luôn cả nhà. Đó, lò xo mà nó kiểu nó lạ lạ. Cặp này hầu như cái đế nó giống nhau nè cả nhà. Nó giống nhau mà đối xứng luôn nè. Ngộ ghê ha. Rồi, chiều cao khoảng 3,5 tấc, 4 tấc. Tàn rất là tròn. Cặp này siêu đẹp nha, gọi liền cho em nha. Giá là 350.000. Em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho cả nhà mình luôn. Một cặp mai lò xo đối xứng rất là đẹp cả nhà. Rồi, mã này mã 31 nha cả nhà. 31, 350 em Huỳnh bao ship. Xuống cây. Mã tiếp theo là mã 32, là một cặp mai Đại Lộc. Hầu như em Quỳnh thấy là đế cây nào cũng rất là đẹp, nên là em quay lên là mọi người không có chơi vào đâu được cái bộ đế hết á. Đây nó liền cốt, cái góc nó cỡ như mấy ngón tay em nha. Đó, củ nở nè, lò xo quái ha. Thân rất là khỏe, khoảng cỡ 4 tấc nha cả nhà. Rồi, cặp mai Đại Lộc này giá 400.000 em Quỳnh bao ship. Mã 32. 32 nha, mã 32 là em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà mình 400.000 luôn. Xuống cây. 33. 33 là cặp mai Thủ Đức. 33 là cặp mai Thủ Đức. Rồi, cũng khoảng 3,5 tấc hơn, tàn tròn quay luôn. Và cái bộ đế cả nhà ơi, đẹp không có chê vào đâu được hết trơn á. Mình nói thật luôn, không có quảng cáo lố đâu á, mà thật sự nè, trước mắt cả nhà thấy là bộ đế rất là quái và liền cốt và tàn tròn do luôn ha. Rồi, mã này mã 33 là một cặp mai Thủ Đức 8 đến 12 cánh, giá 350 em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho cả nhà mình luôn. Bao phí vận chuyển với giá chỉ có 350 nha cả nhà. Rồi, mã 33 xuống cây. 34 là còn một cặp mai Đại Lộc nữa nha cả nhà. 34 là cặp mai Đại Lộc nữa. Rồi, quý khách thích cái cặp nào thì để lại mã số và em Huỳnh sẽ gửi nha. Gửi đúng mã số cho cả nhà mình. Trời ơi, lò xo sắn ốc. Đế quái quá chừng luôn và rất là đẹp. Cái lò xo này nó quái nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy ha. Rồi bên này, trời ơi, cái cặp này cũng xuất sắc nha. 400.000 luôn, cặp Đại Lộc 400.000 em Huỳnh bao phí vận chuyển cho cả nhà mình tới nơi luôn. 34, cặp 34 là cặp mai Đại Lộc nha cả nhà. Alo cho Huỳnh liền nha, rất là đẹp. Rồi, 400.000 em Huỳnh bao ship luôn. Tiếp theo, mã 35. 35 là một cặp mai Thủ Đức đi. 35 cặp mai Thủ Đức. Số lượng Thủ Đức với Đại Lộc thì Quỳnh còn nhiều nha quý khách. Và mình muốn mua số lượng nhiều thì alo Quỳnh. Đây. Cặp mai Thủ Đức này nó tròn ngỗm luôn à. Cái tàn tròn quay nè. Rồi cái đế thì sao nè. Trời ơi. Một cái đế củ nở rất là lực luôn. Đó. Bên đây nữa nha. Cái nhà thấy ha. Đế đẹp. Liền cốt. Rồi 350 luôn. 350 em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho cả nhà mình luôn. 35 nha cả nhà. Mã này 35 ha. Một cặp mai Thủ Đức. Giá 350 em Huỳnh bao ship xuống cây. Tiếp theo. 36 là một cặp mai Đại Lộc. 36 nè. Cao khoảng 4 tấc cả nhà. Bộ đế không có chơi vào đâu được hết á. Đây, quý khách thấy nè. Bên này. Đó, nó bự chảng luôn nè, bự khủng luôn á ha. Cả nhà thấy ha, liền cốt. Thân trụ giữa nó cũng rất là khỏe. Và cái loại này mình trồng cực kỳ tốt. Rồi, 400.000 luôn. 400.000. Em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển tới nơi cho cả nhà mình luôn nha. 36. 36 nha cả nhà, xuống cây. Mã này mã 36 ha, cặp Đại Lộc. Rồi, cuối cùng là mã 37.
Cuối clip ngày hôm nay là mã 37, cũng là một cặp mai đại lộc rất là đẹp luôn. Đế cực kỳ đẹp, không có quảng cáo đâu cả nhà ơi, coi nè. Trời ơi, cuồn cuộn luôn, nở luôn ha. Đó, cái đế như thế này thì không mê sao được cả nhà. Và thân trụ giữa nó cũng rất là ok, toàn tròn ha, khoảng 35cm nha. Giá 400.000 luôn, 400.000 Huỳnh bao phí vận chuyển. Đại lộc giá 400.000 Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho cả nhà mình. Và rồi thì em rất là cảm ơn khách hàng đã ủng hộ và theo dõi kênh. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.